Tin Lettoni Đức Thánh Cha dân thánh lễ tại quảng trường Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa ở Atlona, Lettoni. Trong chuyến viếng thăm nước Lettoni hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng với các giám mục Lettoni và hàng trăm linh mục cử hành thánh lễ đồng tế kính Đức Mẹ theo chủ đề của chuyến viếng thăm là Xin mẹ tỏ ra là mẹ Chúc con. Đền thánh Đức Mẹ Aklona cách thủ đô Riga, 190 cây số về hướng đông nam. Aklona chỉ có 874 dân cư và thổ ngữ địa phương có nghĩa là cây thông. Làng này thuộc vùng gọi là Latgavia, nghĩa là lãnh thổ của mẹ Maria, và đền thánh tại đây quen được gọi là lỗ đức của Lettoni. Mỗi năm vào dịp lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời ngày 15 tháng 8, có khoảng 100.000 tín hữu hành hương đến đây. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt quản diện ý nghĩa là Chúa Giêsu trên thánh giá trăn trối mẹ Ngài cho thánh do an và dạy môn đệ yêu quý hãy nhận mẹ Maria. Ngài mời gọi các tín hữu noi gương mẹ Maria, dám dấn thân đón nhận nhau, nâng đỡ người sa ngã đứng dậy và tha thứ cho nhau. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Janis đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã tặng cho nhà thờ Thánh Giá bức ảnh có hình Thánh Giá Chúa bằng bạc được sáng tác hồi đầu thập niên 1990. Sau khi Thánh lễ kết thúc vào lúc quá 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã ra bài đáp trực thân Tại đây, Tổng thống Cộng hòa Lettonia đã chào tiễn biệt Ngài.